Chào các bác đã quay trở lại với điện máy Ecomart. Rất nhiều các bác mong muốn là siêu thị điện máy Ecomart hãy so sánh hai dòng TV của thương hiệu Samsung với kích thước 65 inch, một là model 65Q60B, hai là model 65Q60D để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Và trong cái khoảng thời gian này, các bác mua Q60D hay là Q60B sẽ là hợp lý thì mời các bác hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên để vào với nội dung của video ngày hôm nay thì bác nào chưa ấn vào nút đăng ký kênh của điện máy Ecomart thì các bác hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin khuyến mại mới nhất cũng như cập nhật về giá cả của sản phẩm. Sẽ nói về đầu tiên sẽ là model Q60B trước cả nhà mình nhé. Thì cả hai dòng TV này với kích thước là 65 inch đều sẽ phù hợp với các bác để ở không gian phòng khách. Với không gian nhà bác nào có diện tích từ chỗ ngồi cho tới chỗ xem TV rơi vào khoảng 3m hoặc nhỉnh hơn 3m một chút xíu thì các bác để cho em kích thước 65 inch sẽ là cực kỳ đẹp và hợp lý. Bên cạnh đó thì với kích thước 65 inch, ngoài để ở gia đình các bác cũng có thể để ở các không gian phòng khác nhau. Với 65Q60B thì đây là model sẽ ra mắt cho các bác vào năm 2022, sản xuất liên tục tới nay. Và đây thì sẽ là dòng TV màn hình chấm lượng tử các bác nhé. Về thiết kế của 65Q60B thì model này là model ra mắt năm 2022 và sản xuất liên tục tới nay. Thiết kế thì sẽ là chân chữ L. Nhiều bác hay hỏi em thì chất liệu của chân sản phẩm thì sẽ là chất liệu như thế nào? Thì chất liệu của chân hoàn toàn sẽ là chất liệu nhựa cho các bác. Với thiết kế chân chữ ở vị trí trung tâm như này thì rất là phù hợp với các bác để trên kệ, đặc biệt là những gia đình nhà bác nào có thiết kế kệ cũ, kiểu kệ cũ ấy, thì các bác để chân ở giữa này các bác sẽ không cần phải đôn đế nữa. Rất là nhiều trường hợp gia đình ấy là chân của các bác để, nếu như mà tivi để ở chân hai bên thì khoảng cách khá là rộng và các bác để kệ thì sẽ là không phù hợp. Vì vậy cho nên Samsung thiết kế ra chân ở vị trí trung tâm như này cực kỳ phù hợp với các bác khi để ở giữa. Tiếp theo đó là về thiết kế của mẫu tivi này thì sẽ hoàn toàn là thiết kế tràn viền ba cạnh. Viền của tivi thì sẽ là viền nhựa nhé, không phải viền kim loại, viền nhựa đen cho các bác này. Thì với cái mẫu 65Q60B này, về mặt thiết kế thì sẽ có thiết kế Gear Slim tương đối là mỏng cho các bác. Độ mỏng của TV thì nó cũng chỉ rơi vào cho các bác khoảng 2,7cm thôi. Khoảng 2,7cm thôi, khá là mỏng đúng không ạ? Đó là về mặt thiết kế. Còn về mặt ổ cắm hoặc là dây dẫn thì chỗ này nó đang bị kín hơn một chút. Về cái ổ cắm với dây dẫn thì nó sẽ cho các bác sẽ là có các cổng kết nối HDMI này, có đi kèm cho các bác 4 vít để các bác có thể là treo tường nếu như diện tích phòng nhà mình không phù hợp. Thì với dòng 65Q60B này, nó sẽ tái hiện cho các bác 100% cái giải màu chân thực nhờ cái công nghệ quantum dot. Vì vậy những hình ảnh của các bác màu sắc nó sẽ được có thêm chi tiết, không bị mất nét. Ngoài ra với dòng này còn được bổ sung thêm công nghệ HDR, cho nên vùng tối nó sẽ có cái màu đen sâu thẳm hơn và vùng sáng nó sẽ sáng hơn. Đặc biệt là với cái dòng TV này, có cái bộ xử lý sẽ là bộ xử lý Cotral 4K, sẽ xử lý toàn bộ cái chất lượng hình ảnh đầu vào cho các bác, đem đến cho gia đình nhà mình chất lượng chuẩn 4K. Còn về hệ tần số quét thì đây sẽ là bao gồm tần số quét 60Hz và cái hệ điều hành của nó thì vẫn sẽ là hệ điều hành cũ, tích hợp sẵn cho các bác khá là nhiều các ứng dụng, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có Bixby hỗ trợ câu lệnh. Bên cạnh đó thì điều khiển của dòng TV này sẽ là điều khiển sạc pin ánh sáng. Khi hết pin thì các bác sẽ không cần phải thay pin và các bác có thể sạc trực tiếp ở ngoài trời hoặc sạc trực tiếp dưới ánh sáng của TV. Công suất loa của dòng này thì sẽ đạt cho các bác. Về công suất loa của dòng này thì sẽ đạt cho các bác công suất loa là 20W. Với công nghệ âm thanh sẽ là công nghệ OTS Line. Tức là gì? Tức là hình ảnh ở đâu nó sẽ khớp với chuyển động ở đó và âm thanh sẽ tạo ra ở đó. Vì vậy cho nên là khi mà các bác nghe cái âm thanh của cái dòng TV này, các bác sẽ thấy là nó vô cùng là hay. Và khi mà cái âm thanh khớp theo với chuyển động hình ảnh ấy, thì các bác nghe nó rất là thật âm. Với cái dòng TV 65Q60B này, hiện nay thì bên em đang bán cho các bác với giá hiện tại là 15.670.000. Các bác sẽ được tặng một loa tháp và được tặng thêm một năm bài mở rộng. Nếu như các bác không lấy loa tháp và không lấy một năm bài mở rộng, sẽ trừ đi cho nhà mình là 1.920.000. Sẽ còn về giá cho các bác hiện nay với giá của mẫu TV này, sẽ còn về giá cho nhà mình khoảng nhỉnh hơn 13 triệu một chút xíu ạ.
nhìn hơn 13 triệu một chút xíu là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc TV QLED của Samsung rồi. Mẫu TV tiếp theo mà rất là nhiều các bác mong muốn là được so sánh đó là dòng TV 65 inch của model năm 2024 với ký hiệu là 65Q60D. Và tại siêu thị điện máy Ecomart bên em cũng đã có sẵn hàng để phục vụ cho các bác rồi. Sẽ nói đầu tiên là về mặt thiết kế trước các bác nhé. Về mặt thiết kế của dòng TV này sẽ có thiết kế tràn viền ba cạnh cho các bác. Và chân của sản phẩm sẽ là chân ở giữa. Đây các bác nhìn ạ, chân của sản phẩm sẽ là chân ở giữa đây. Và cái thiết kế chân này nó sẽ hơi khác biệt một chút so với chân của dòng TV Q60B. Đó, chân này ạ. Và chân của mẫu này thì các bác vẫn có thể lắp được lên nhé, để tạo thành chân chữ L ạ. Đây là bên em tháo cái nắp sắt, nắp nhựa của nó ra thôi. Đó, các bác có thể tháo ra hoặc để vào tùy chỉnh. Thì với cái dòng 65Q60D này, cái viền của nó, viền của TV nó sẽ mỏng hơn so với dòng Q60D. Cho nên là gì? Cho nên là khi mà các bác nhìn cái chất lượng hình ảnh, nhìn tập trung vào không gian thì các bác thấy là nó sẽ có cái chiều sâu hơn và đẹp hơn. Còn về hệ thống các cổng kết nối của dòng này, thì vẫn bao gồm cổng HDMI, cổng optical, cổng USB cho các bác và trang bị cho nhà mình là 4 lỗ để có thể là các bác fit lên tường. Đó, cả nhà thì nhìn thấy tấm nền và thiết kế chân nè. Thì với cái dòng 65Q60D này, về cái bộ chip xử lý của nó thì vẫn sẽ là bộ chip xử lý Cotro 4K, nhưng cái bộ chip xử lý của nó sẽ là bộ chip xử lý cao cấp hơn so với dòng TV Q60B, nên có cái hiệu suất hoạt động mạnh hơn, nó sẽ phân tích tốt hơn cho các bác chất lượng hình ảnh đầu vào để đem đến cho các bác chất lượng hình ảnh chuẩn 4K. Bên cạnh đó thì cái độ tương phản của dòng này nó cũng có thêm công nghệ Quantum HDR giúp nâng cấp cái độ tương phản và nhìn thấy vật thể cho các bác rõ nét hơn. Và đặc biệt là có tấm nền Dual LED, thì cả hai dòng Q60D và Q60B thì nó đều sẽ có cái tấm nền Dual LED rồi. Nó sẽ tối ưu cái độ nâng cao cho các bác. Hệ điều hành của dòng này thì sẽ là hệ điều hành TizenOS, nhưng hệ điều hành TizenOS cao cấp hơn, sử dụng trí tuệ nhận thức nhân tạo cho các bác, và nó tích hợp thêm nhiều các tính năng như là giúp quản lý ánh sáng này, ứng dụng SmartThings để kiểm soát cho các bác những cái thiết bị tiên thức thông qua TV như là máy giặt hoặc là tủ lạnh chẳng hạn. Đặc biệt hơn là dòng này loa của nó công suất vẫn là loa 20W, nhưng nó sẽ tối ưu cho các bác nhờ cái công nghệ QSibly, là công nghệ độc quyền của loa Samsung, kèm theo với đó là công nghệ âm thanh OTS Live với hai cổng loa. Tổng công suất cho các bác sẽ là công suất 20W. Về cái hệ điều hành của dòng này thì em thấy rằng là cái hệ điều hành của dòng này nó là hệ điều hành mới. Hệ điều hành mới cho nên nó sẽ dễ dùng hơn và tích hợp sẵn nhiều công năng hơn trên chiếc TV này. Và để so về độ sáng của TV, thì độ sáng của dòng TV Q60B sẽ có cái độ sáng đẹp hơn so với dòng Q60B các bác nhé. Độ sáng của Q60D nó sẽ đẹp hơn. Bên cạnh đó thì với dòng tần số quét thì cả hai dòng này đều sẽ là tần số quét 60Hz cho các bác, có tích hợp công nghệ chống xé hình này, với công nghệ Mantison này. Ngoài ra có thêm công nghệ tự động phát tín hiệu cường độ ánh sáng trong môi trường, từ đó giảm cái độ sáng trên màn hình để giúp các bác xem nó sẽ thích mắt nhất. Còn về giá thành của dòng TV 65Q60D thì hiện nay giá đang bán cho các bác là 20.960.000. Các bác sẽ được tặng một phiếu mua hàng 400 và được tặng thêm 1 năm bảo hành mở rộng. Nếu không lấy phiếu mua hàng, không lấy 1 năm bảo hành mở rộng sẽ trừ cho các bác, còn về giá rơi vào là nhỉnh hơn 14 triệu. Vậy giữa hai mẫu TV này đang chênh nhau khoảng 6 triệu đồng. Cho nên nếu như để tầm này, nếu như các bác lựa chọn TV thì em khuyên các bác là lấy mẫu Q60B sẽ là hợp lý hơn rất là nhiều. Về chất lượng hình ảnh cũng như chất lượng âm thanh thì nó cũng không thua kém gì so với Q60D. Các bác có nhu cầu xem thông thường, phổ thông thì các bác lựa chọn cho em là hợp lý. Còn nếu như bác nào thích cái chất lượng hình ảnh đẹp hơn, thích những cái model mới và muốn mua những cái thứ công nghệ mới nhất thì các bác lựa chọn Q60D thì sẽ là hợp lý, nhưng cái giá thành của nó tương đối cao. Đó là về cái suy nghĩ của bên em
để các bác có thể lựa chọn cho mình những cái dòng TV xong mà cho phù hợp nhất. Thì các bác cần tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm, các bác có thể để lại bình luận cho điện máy Ecomart, hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586. Còn cả hai mẫu TV Q60D và Q60B thì hiện nay tại Ecomart bên em đều đã có sẵn để phục vụ cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.